hôm nay trời Sài Gòn lạnh lạnh các bạn, ăn phở nha. Phở Cao Vân 25 Mạc Đĩnh Chi, quận nhất, có từ năm 1947, rất là lâu đời. Cái tô này 60.000 đồng là nhìn đã không? Quá trời luôn, con bò tái. Rồi nạm, gưng. Lấy cái đũa xốc lên cho mình. Đã quá, không biết phải bên trên Cao Vân không? Đây là phở Cao Vân 25 Mạc Đĩnh Chi. Đó, phần tư nữa nha. Ngày rằm các bạn ha. Ngày rằm cuối cùng của năm. Đợt rằm tới là tới nguyên tiêu rồi. Trong chùa Ông Lăng, quận 5. Và đây là đường Nguyễn Đình Chiểu, quận nhất ha. Chúng ta chạy thêm chút xíu nữa, quẹo trái qua đường Mạc Đĩnh Chi. Sáng hôm nay trời Sài Gòn lạnh lạnh các bạn. Vào buổi sáng sớm thực sự rất là lạnh nha. Rửa mặt á, phải sử dụng cái nước gọi là nước mình nấu lên á, cho nó nóng rồi đổ hòa vô chung với cái phần nước lạnh. Đây chúng ta quẹo trái vào đường Mạc Đĩnh Chi. Chạy thêm chút xíu nữa, quán phở nằm bên góc tay phải nha. Đây chúng ta tới nơi ha, phở Cao Vân. Các bạn, hiện tại là khoảng hơn 9 giờ rưỡi sáng, ngày 6 tháng 1 năm 2023. Đây đường Mạc Đĩnh Chi, quận nhất ha. Sáng hôm nay trời Sài Gòn khá là lạnh. Thôi, chúng ta đi ăn phở nha, phở Cao Vân 25 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Cao, quận nhất. Phở này mình đọc thông tin đó, là bán từ năm 1947 các bạn, theo dạng phở Bắc nha. Ở đây họ có đang làm công trình kế bên nên sẽ hơi ồn xíu, phục vụ từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối. 1947 các bạn. Rồi. Như vậy là cho anh một tô phở gà, một tô phở bò. Ok, cái phần gà đây mình sử dụng gà gì? Gà, gà xé. Gà xé hả? Dạ. Ok, vậy một tô phở gà, một tô phở bò đi. Dạ. Một tô phở bò thì giá bao nhiêu tiền? Dạ, đồng giá 60 gà một bò. Ok. Cái tô phở bò em được cho hành nha, không hành giá. Được rồi. Tô phở bò không hành giá, còn cái tô kia bình thường. Được rồi. Này chú ý rồi nè. Này, con tay. Anh lấy mẹ một cái phần gà. Tô gừng. Trong phở Cao Vân. Không có giá em nha, cái tô phở bò không giá ha. Okay. Tô nó không hành. Đây tô 60.000. Bạn tờ nó có bạn ca, bạn tao vị. Lượng nó bị khá nhiều. Tôi vị quay mẹ nữ. Bạn vị quay. Em quay YouTube đọc Việt Nam coi chủ yếu là hải ngoại ấy chị. Nãy có hỏi em này, giờ đợi chị xuống. Cái đâu này lấy hành em ha, cho hành. Cho luôn một cái phần trứng luôn em ha. Dạ. Đây tô phở gà 60.000 đồng nha. Ở đây mình thấy có phần gà, gà này có gân nữa. Rồi cái phần này phần trứng. Đây là phở khoan, khoan thấy chút mình nữa. Đây phở bò.
ở đây có nạm với tái với lại gừng với nhiều bộ viên. Ở đây chúng ta thấy ớt đường này, đường đen cho đi mix rồi có ngò gai rau quế của miễn cái ớt là phải ớt mặt không không có sạch đấy. Ok chụp hình rồi ăn nha. Mình ăn một phần phở gà ha và phần phở bò. Thì sau đây là phần nhận xét của mình. Đầu tiên là phần nước phở ở đây sẽ thiên về vị đậm đà các bạn ha. Cái tô của mình sẽ có vị mặn mặn chút xíu giống như kiểu phở Bắc. Cái tô của mình vị có phần bò tái, nước nó sẽ ngọt hơn. Ở đây cái mình thích chính là phần gà các bạn nha. Cái phần gà ở đây nó sẽ là rất là thơm. Gà thơm ngọt thịt, cái phần da ăn da da giòn giòn sực sực rất là ngon. Phần phở gà ngon. Cái phần phở bò này, phần bò tái mà ăn thấy mềm thơm. Cái phần nạm thì bình thường. Đó. Mấy cái chỗ có béo béo có mỡ nè, là ngon hơn. Ok. Ở đây không có bò viên nha, hồi nãy mình tưởng có bò viên nhưng mà tưởng là nạm, tái. Vậy cái phần gân thôi. Cái phần sa tế xả rất là thơm mà cay, cái phần ớt cũng cay luôn, tương ớt á. Và tương đen là tương ngọt nha. Giữa cái phần bò và phần gà thích phần nào hơn? Gà. Gà đúng không? Gà cũng ngon hơn. Ok. Đây các bạn thấy phần da gà nè. Giòn giòn sực sực nha. Đã rồi, ăn đã lắm. Một lần nữa, đây là dạng phở Bắc các bạn nha. Bạn nào người Bắc thì ăn này sẽ thích hơn á. Nhưng mà đây cũng hơi lai chút xíu rồi, có tương rồi cũng có thêm gọi là ngò gai với rau quế, họ bán để phù hợp cho khách nam hơn. Ớt thì ớt cay luôn nha. Này cũng giống phở Nam. Hơi lai. Nếu mà nghiêng về phở Bắc nhiều hơn á, có hành hoa đó thì phải là phở Phú Gia nằm trên đường Lý Chính Thắng. Rồi, tập trung ăn nha. Mình ăn xong tô phở nha, thật sự là cái lượng thịt bò, lượng gà rất là nhiều các bạn. Ở đây phở Cao Vân, lấy công làm lời. Ở đây bán luôn gần như 1 năm 365 ngày. Chỉ nghỉ vào ngày mùng 1 và trưa 30 Tết. Nếu coi là 363 ngày rưỡi rồi đó. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy chưa quay phần nước tắc ép chanh dây nguyên chất. Ở đây chị nói là từ thời ông cụ á, là bán ngay góc đường Trần Cao Vân, cho nên lấy cái tên là phở Cao Vân. Ngày xưa chỉ là một chiếc xe đẩy thôi, sau này là mới dời về đây mua được cái vị trí này. Hỏi chị là có nhớ cái ngày mà di chuyển về đây không, chị nói là thế hệ sau rồi không nhớ. Như vậy cái tên phở Cao Vân là bởi vì nằm trên đường Trần Cao Vân ngày xưa các bạn ha, khởi nghiệp từ đó. Về phở Bắc á, thì mình đã từng ăn phở Phu Gia, phở Thìn, phở Gia Định và tiệm phở này. Mỗi tiệm phở nó sẽ có chút xíu cái sự khác biệt, thì các bạn cứ đi thử đi xem cái nào thích hợp với mình nhất, mình thích nhất thì mình ăn thôi và hợp với cung đường mình đi ha. Các tiệm phở này nằm ở các vị trí khác nhau, như đây là quận nhất, phở Phu Gia thì nằm ở quận 3 Lý Chính Thắng, rồi phở Thìn nằm quận nhất, rồi phở Nam Định cũng quận nhất luôn. Trong 4 tiệm phở Bắc mình ăn á, thì nếu mà về nước phở và độ nghi ngút khói và hành hoa thì mình thích của phở Phu Gia. Phở Nam Định mình cũng nhớ. Phở Thìn cũng có cái hay của phở Thìn. Và ở đây có cái được là cái giá cả rất mềm. So với phân khúc quận nhất các bạn 60 ngàn đồng và cái lượng phải nói là thịt bò với phần gà nhiều. Đặc biệt phần gà, phần da ngon, giòn giòn sực sực. Gà phở Cao Vân. Là 12 giờ trưa ha. Đây trên đường Lão Tử quận 5 các bạn. Hôm nay là 6 tháng 1 2023, tức là dưới âm lịch là ngày 15 nha. Sẵn đi ngang qua đây quay chút xíu không khí các bạn xem. Đi chùa số 5 Lão Tử, giữ xe chị Huệ toàn giữ xe. Chùa Ôn Lăng, chùa Quan Âm. Hồi sáng chắc vui lắm mà.
đi công chuyện giờ ghé qua đây các bạn. Wow, cái hoa sen họ làm đẹp à. Bán hoa, bán quýt, bán bánh. Không những rùa phóng sinh. Người đeo đông không bạn ha, không khí vui. Từ đây là đợi tới Tết Nguyên Tiêu nữa ha, sẽ là một cái rầm lớn nữa. Đây chúng ta ra sau chút xíu nha. Wow, nghe đồng dữ à. Gọi là ngộp khói luôn các bạn, khói dữ lắm luôn á. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Wow, trời, khói. Chảy nước mắt luôn các bạn. Trước khi đi về các bạn, ghé qua đây chút xíu nha, cá quá giờ cá thôi. Wow. Thank you.
kẹo da vậy. Dạ. Nhiều cái vậy cô? 10.000 phần con. 10.000 để cho con phần nha. Dạ. Con bánh mè hả Phạm? Dạ giống vậy đó. Yeah.